Cảnh sát kiểm tra hệ thống phát điện phát hiện tiếng súng ở Detroit, tin từ Detroit. Một dự án thí điểm của cảnh sát Detroit hiện đang sử dụng một hệ thống phát hiện ra tiếng súng đời mới có tác dụng giúp các sĩ quan xác định vị trí mà vụ nổ súng xảy ra trong thành phố. Theo cảnh sát trưởng James Gregg cho biết, kể từ khi chương trình được bắt đầu vào ngày 22 tháng 9, hệ thống có tên là ShotSpotter đã phát hiện ra được tổng cộng 24 vụ nổ súng. Craig cho biết là quá trình thử nghiệm hiện đã hoàn tất và chỉ còn một số chỉnh sửa nhỏ đang chờ được hoàn thiện. Cảnh sát trưởng Craig không nêu rõ về vị trí mà hệ thống đã được thử nghiệm hoặc bao nhiêu cảm biến đã được sử dụng và chương trình thí nghiệm sẽ được kéo dài trong bao lâu. Công nghệ nói trên đã được sử dụng bởi nhiều sở cảnh sát trên khắp Hoa Kỳ, trong đó bao gồm các sở cảnh sát ở Flint và Saginaw. Detroit đã từng cố gắng lắp đặt hệ thống vào năm 2011, thời điểm mà cựu thị trưởng Dave Bing thúc đẩy thành phố ký kết một hợp đồng kéo dài 3 năm với trị giá 2.6 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, hội đồng thành phố đã từ chối chấp thuận cho kế hoạch này.